xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Dạ hiện tại thì Khương Dừa, Ốc Tiêu với lại Trà Sữa đang có mặt ở nhà của bà ngoại của Trà Sữa, ông ngoại Trà Sữa, dạ ở ấp 1 xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Bà con cô bác, dạ hôm nay là 30 Tết rồi ông bà cô chú ơi. Dạ không biết là quý ông bà cô chú anh chị mình chắc cũng sửa sang đồ trang hoàng nhà cửa đồ chắc cũng đẹp rồi ha. Dạ nhà của Khương, nhà ngoại của Khương Dừa, Khương Dừa có mua cho ông bà ngoại mấy cái chậu hoa. Dạ bữa Khương Dừa mua một cây đào của anh Coloman nữa nè. Dạ hai cây, một ở đây cây, bên kia cây. Bác Coloman. Bác Coloman. Rồi cái hồi tối 29 Tết Khương Dừa đi ra ngoài chợ đầu mối Bình Điền á, Khương Dừa mua ủng hộ giùm mấy cái chậu mai nhỏ nhỏ này nữa nè. Dạ 300.000 chậu, dễ thương bà con cô bác. Dạ coi như là cũng có vàng, có đỏ rồi ha. Dạ thấy cũng có sắc xuân rồi ha bà con cô bác. Dạ thì Tết nhất thì đây là nhà của bà ngoại. Dạ. Còn nhà bà ngoại, ngoại còn bên kia là nhà của bà chị. Bà chị thứ hai. Dạ. Bên nhà bà chị thứ hai cũng có hoa rồi, cũng có hoa lá cành rồi, cũng dễ thương lắm. Đi con. Dạ. Còn nhà của Khương Dừa đây nè bà con cô bác. Sữa theo cha nè. Vô cúng nè con. Theo cha. Dạ, nhà của Khương Dừa cái bên đây. Dạ, hồi năm rồi Khương Dừa đi mua hoa về, Khương Dừa chắc cùng làng của sớm nha. Năm nay thì Khương Dừa tối Khương Dừa đi mua cũng nhiều rồi, về Khương Dừa trưng cho nhà Khương Dừa, nhà ngoại rồi nhà của bà chị. Dạ, gọn lát để đi ra ngoài ngoài chợ Bình Đồng Mối Bình Điền coi bà con cô bác bán hết chưa, nếu mà chưa hết mình mua ủng hộ. Dạ đây nè. Đây là một cái chậu đào nữa nè bà con bác, lần đầu tiên Tết mà Khương Dừa trưng một cái chậu đào vậy nè. Đó. Rồi trong đây. Sữa ơi con đi đâu vậy? Sữa ơi. Dạ. Ra đây con, ra đây quay clip với cha. Dạ. Tết nhất mà thấy nho đồ đâm chồi nảy lọc là thấy hên rồi ha quý bà cô chú anh chị. Đi vô đây con. Đừng đi vô. Vô sữa ơi. Sữa ơi. Dạ Tết thì ở nhà. Đừng con. Trời ơi Tiêu ơi. Sữa đâu bạn? Sữa ơi, vô con ơi. Con đi tới đâu? Không ra đây. Dạ vợ chồng của Khương Dừa còn nhỏ nên nhà thì chỉ thờ cúng ở trong nhà trong cửa thôi, không có thờ cúng ông bà. Dạ cho nên là Tết nhất thì cũng bên ông bà ngoại cũng nấu mâm cơm, ông bà ngoại cúng bên nhà ông bà ngoại rồi thì Khương Dừa cũng cúng bên đây con mâm cơm, cúng trong nhà trong cửa và cầu mong cho tất cả mọi người đều khỏe mạnh ha. Dạ an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Vậy con. Đây cây mai này, mai ông ngoại mới mua cho Khương Dừa được 1,5 triệu. Nhìn đẹp không cô chú? Dạ. Rồi bây giờ Khương Dừa đi đốt nhang, Khương Dừa cúng cái. Dạ. Nói chung là Tết nhất cũng ăn trực bên ngoại rồi ăn trực bên nội, nhà cũng không có gì hết trơn. Lại đây cúng con ơi. Đốt nhang cúng nè. Hai cho con mình cúng. Hả? Than để cháy rồi con cúng. Để cha đốt rồi con, cha con mình cúng nha. Để cha cúng. Để cho con cúng. Để cho cúng nha. Nói chung nha, nhà không có bánh trái bánh mứt gì cho, không có, không có đồ ăn mà chỉ có hoa quả thôi. Rồi bà xã Khương Dừa rất là thích hoa. Chưng hoa cho nó có màu sắc, cho nó có không khí Tết. Dạ. Hôm nay hôm qua Khương Dừa về quê Bến Tre, Khương Dừa mới lên. Dạ nay là 30 cái mai ngày mùng 1 cái Khương Dừa đi vô chúc Tết cho bên bà ngoại vợ á với mấy cậu mấy gì, rồi xong cái chiều Khương Dừa về lại Bến Tre, Khương Dừa chúc Tết dưới Bến Tre. Từ từ này cha cúng mới được. Hai đứa con đứng yên đi. Dạ rồi cái ông xong mùng 3 Khương Dừa lên lại. Cái còn mùng 3 là lên là thấy hết Tết thôi quý bà cô chú anh chị. Vậy từ từ. Từ từ sữa. Lại mẹ đi. Lại mẹ cho ăn cây, lại đây cho cúng. Để cho con mẹ cho ăn cây cúng nha. Năm nay Khương Dừa thấy là chắc là bà con cô bác cầu sức khỏe là nhiều. Dạ hy vọng là đừng có bị dịch bệnh này kia, rồi miền Trung mình năm sau đừng có bị mưa bão rồi ha quý bà cô chú anh chị. Dạ. Cho con một cây.
Dạ, cúng kiến này thì chắc mỗi nơi mỗi khác ha. Dạ, ở nhà của Khương Dừa thì nói chung là Khương Dừa cũng nhờ ông ngoại, dạ, bày biện đồ cô để Khương Dừa cúng rồi. Trời ơi, hai đứa cúng ông địa hả? Cúng địa thần tài hả? Đây, cúng thần địa thần tài nha. Đang cúng thần địa thần tài hai mày chọc quê vậy? Tính ra coi. Đây cúng ông Táo nè. Ông Táo là ngày nào mình cũng cúng ông á. Đây. Tránh ra con, tránh ra đi, tránh ra hai đứa, cho cúng xong rồi dọn cơm cho qua ngoại ăn cơm ha. Nay nhà mình ăn cơm một bữa cơm sum họp đầy đủ gia đình ha. Bàn thờ ông Thiên. Dạ. Ở mỗi nơi thì mỗi khác hả ông bà cô chú. Dạ, nhiều khi ở cho quê nhà của quý bà cô chú thì cúng lại khác ở chỗ Khương Dừa. Cúng xong cái mình vô con, cúng xong cái mình đốt với tiền vàng bạc. Đó, cầu quý bà cô chú anh chị biết Khương Dừa cầu gì không ạ? Dạ, Khương Dừa cầu mong cho gia đình thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Dạ. Khương Dừa cũng hy vọng là quý bà cô chú anh chị cũng năm mới cũng thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài ha. Dạ. Cái gì con? Ở đây là sáng bà ngoại xào bún, nấu cơm với lại thịt kho, hộp vịt, lạp xưởng với lại miếng canh và cúng. Dạ, ăn xíu cái xong cái mình cúng xong cái mình dọn xuống mình hâm lại cái mình ăn cơm luôn. Dạ. Cái gì con? Rồi xíu xíu đi ra cúng chỗ cúng, đi ra chỗ khác coi. Đó. Đi ra đây luôn. Con cúng đi, con khấn đi. Con khấn đi thì hy vọng là ông bà tổ tiên ha phù hộ cho tất cả mọi người khỏe nha. Dạ thì như mọi năm thì Khương Dừa có hay có một dành một thời gian xíu Khương Dừa quay để chia sẻ. Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã trong một năm qua đã luôn luôn theo dõi Khương Dừa, ủng hộ Khương Dừa và yêu quý Khương Dừa. Dạ thì nhân cái dịp năm mới Tết đến thì Khương Dừa cũng xin gửi lời cảm ơn. Thứ nhất đầu tiên là nội ngoại hai bên đã rất là thương yêu gia đình nhỏ Khương Dừa, chăm giữ cho mấy đứa nhỏ. Rồi cũng cảm ơn anh em trong gia đình, rồi cảm ơn bà xã Khương Dừa, rồi cũng cảm ơn là anh em đồng nghiệp, quý đối tác. Dạ, và quan trọng hơn là cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú khán giả, anh chị Mạnh Thường Quân trong năm qua cũng đã đồng hành cùng Khương Dừa với các chương trình thiện nguyện. Rồi cũng cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị, quý khán giả kênh Khương Dừa trong một năm qua, nói chung là trong 3 năm qua ha, là Khương Dừa làm kênh YouTube từ ngày 3 tháng 2 2018 tới ngày 23 tháng 3 2019 2020, là 3 năm rồi, là quý ông bà cô chú luôn luôn thương yêu Khương Dừa, ủng hộ Khương Dừa, và Khương Dừa rất là vui. Thì cũng nhân dịp năm hôm nay là 30 rồi, ngày mai mùng 1 là bước sang năm mới rồi, Khương Dừa cũng xin gửi lời cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị, gửi ơn tất cả mọi người luôn ha. Dạ, rồi gửi lời sức khỏe đến tất cả mọi người luôn. Hy vọng là sang năm mới mình sẽ thật là nhiều sức khỏe, rồi mình làm ăn thật là thành công ha quý ông bà cô chú, an khang thịnh vượng, gia đình thì lúc nào cũng sung túc hạnh phúc. Dạ. Đây, cái mai này nay 30 lỡ rồi, ngày mai là nở sẽ đẹp lắm mà quý bà cô chú anh chị. Dạ. Năm nay thì Khương Dừa cũng biết là tình hình thì dịch bệnh liên tục, rồi mình nhiều khi còn có nhiều gia đình thì sẽ làm ăn, có dĩ nhiên cũng sẽ có gia đình làm ăn cũng được, cũng có gia đình thì làm ăn khó khăn, nhưng mà mình ráng hết ha, ráng hết năm nay đi, năm sau hy vọng là mọi thứ sẽ trở lại bình thường, mình sẽ làm ăn nó sẽ
ổn định trở lại để mọi người cùng có một cái Tết thật là sum vầy, thật là ấm cúng. Dạ, gia đình Khương Dừa cũng vậy, cũng thôi làm mình bà con cô bác đi con. Bà con cô bác thì Khương Dừa biết là nhiều nơi họ còn nhiều khó khăn nên Khương Dừa cũng ăn Tết nhất thì Khương Dừa cũng gói ghém đơn giản thôi. Dạ rồi. Bây giờ làm Khương Dừa đăng cái clip này bà con cô bác xem là lúc 12 giờ 12 giờ. Dạ thời khắc mà chuyển năm cũ chuyển sang năm mới. Dạ thì chúc bà con vui khỏe nha và đầu năm mới hẹn gặp lại quý bà cô chú trong một video tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.